Thưa quý vị và các bạn, ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra tình trạng ngập lụt tại một số địa phương, làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Do đó, ngành y tế đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường trong và sau mưa lũ. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch và thực hiện cấp hơn 3.000 kg chloramine B và 243 lít pemethin 50 EC cho 27 trung tâm y tế huyện, thị xã thành phố để sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh trước trong sau cơn bão số 3 và mưa lũ. Cấp vật tư hóa chất đáp ứng công tác phòng chống thiên tai dịch bệnh năm 2024. Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm được thực hiện ở cả ba cấp, thực hiện giám sát thường xuyên tại các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện và các trạm y tế xã phường thị trấn. Tỉnh Thanh Hóa cũng đề xuất Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế quan tâm chỉ đạo và cấp bổ sung cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa 500 lít hóa chất Pemethin 50 EC 20.000 viên sát khuẩn nước, 1.000 kg chloramine B để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh và xử lý môi trường nước trong mùa mưa bão.